Một, đừng để những khó khăn đánh gục bạn. Hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đừng quên hy vọng, vì hy vọng sẽ cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin ở bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 2. Tài, sắc, danh, thực, thùy là năm thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được năm thứ đó thì gọi là người trí. Còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù có cao cho mấy cũng có đỉnh. Khó khăn dù khó đến mấy thì cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người là vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình thì sẽ chiến thắng được tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành sự trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến, muốn tròn, muốn dài gì cũng được. Có khi lên trời, xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết. Khi làm nát đá vỡ bờ, có khi hóa làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng. Chỉ có những bậc trí với nhau mới có thể thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thật sự cần có một trái tim biết yêu thương và một thái độ điềm đạm, khoan dung, độ lượng, ươm mầm khởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đóa hoa tình thương thật sự khoe sắc trong mỗi một con người chúng ta, thì mọi phiền muộn, tranh giành, hiểu lầm đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mãi mê đuổi theo tiền bạc, vật chất. Cũng có nhiều người đắm chìm tranh giành lợi danh, sự nghiệp không trong sáng. Thật ra điều này cũng không đáng trách, bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải có một trái tim luôn yêu thương và tôn trọng mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật. 7. Có 5 điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà không chịu thờ kính, mà muốn các đệ tử thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà không hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết hiếu kính, nhường nhịn, lại muốn em hiếu kính nhường nhịn mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng, tiền của mà đời này không chịu bố thí, cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những điều đạo đức, lương thiện ở đời không chịu làm mà muốn cuộc sống của mình được an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 8. Bạn phải tập thường xuyên mỉm cười với những gì đến với bạn, dù đó là những chuyện không như ý. Bạn hãy tự trải nghiệm với cuộc sống hiện tại và hãy tìm những người bạn tri âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn,
Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó, bạn sẽ thấy và tìm được những việc làm vào những thời khắc ý nghĩa nhất của cuộc đời bạn. 9. Có 3 điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không thể lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. 3 điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. 3 điều trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. 3 điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thật và đạo đức. Có 3 điều làm hư hỏng bản thân của bạn, đó là rượu gái, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người không phải chỉ dựa vào những việc tế lễ, cúng lạy hay van xin trời Phật, thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do chúng ta biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ những người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên cho chúng ta. Khi đó thấy được người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi chúng ta có được sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không nhận được sự báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được những món quà quý báu do cuộc sống mang lại. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản yên tĩnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ, cho dù chúng ta làm gì đều không nên thô lỗ. Nếu không, ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan luôn hiểu được đạo lý đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng hay sai, vui buồn tuyệt đối được, mà là họa phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, họa phúc hoán đổi cho nhau. Như vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ được chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Chớ cho rằng những việc làm thiện lành và ý nghĩ đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Làm thiện hay làm ác rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có 100 vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng chẳng có tương lai. Chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách, rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo cho vợ con, chẳng đối hoài gì đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tai sướng mắt, rồi để cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới có sức mạnh, giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không lo việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17.
Trong công việc hàng ngày, có khi trong mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc là ghen ghét, đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị gục ngã bởi những lời đồn đại, chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của chính mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát, thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết những lỗi lầm, tại sao phải bắt mọi người hoàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong mọi người, thì thế giới trở nên xinh tươi, những phiền não, tranh chấp, sai lầm của trần thế sẽ dần dần biến mất. 19. Những người tàn tật thường hay mặc cảm và tự ti, hay những người nghèo nàn đói khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa bỏ được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống. Hãy cho cõi trần lụy này vơi đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều chung tình yêu thương con cái như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để che chở cho con cái. Đó chính là niềm hy vọng cho con của mình được khỏe mạnh, trưởng thành và đạo đức. Tương lai sẽ trở thành những người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng tình yêu thương chỉ có thể sở hữu, chứ không để chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không để làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là phải tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người, mà phải nghiêm túc với bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của bản thân mình mà chê trách cái dở của người khác. Không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ. Như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh của mình để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức chống lại mà thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục lòng người, thì mới được lòng người khâm phục thật sự. Các bậc cổ đức xưa nay lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng nên oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của bạn đã tạo ra trong tiền kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với bạn rằng sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tấm chân thành và nghị lực của chính mình. 25. Không có con đường nào đi mà không đến. Chỉ cần bạn kiên trì tiến bước, đây là đạo lý dễ hiểu. Khi gặp phải khó khăn cũng vậy, không có việc khó nào không làm được. Trên thế giới này, không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng mình, thì sẽ chiến thắng được tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là dìm người.
còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt thì đó gọi là tiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu như moi móc cái xấu của người thì cũng giống như mình xấu vậy. 27. Khi được kẻ khác nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai cũng không nên hùa theo, còn nghe người khen ai mình cũng nên hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, vì vậy mới được người đời kính trọng. Thánh nhân lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế, ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi. Chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết thiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ chính là mấu chốt do bạn nhìn nhận thế nào. Có khi chỉ nghe được một câu nói hay, người ta cũng có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong cuộc đời này chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn, bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, thì bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói tâm thành sở chí, kiên thạch nhi khai là vậy.